Lại về được đôi dòng nòi cho bác đấy ạ. Dòng nòi cho bác. Riêng dòng này thì rất là hiếm. Đó là con Martin Audio. Đây, em mà lật lên cho bác nhé. Martin Audio đối với dòng này không phải lúc nào kiếm được đâu. Đó nhá. Không phải lúc nào bác kiếm được con Martin Audio này đâu nhá. Ok chưa? Martin Audio. Con này được thiết kế đây này. Một con tép đầu hốc bác chứ nhìn chưa? Tép hộp nhựa luôn đằng hốc nhá, đầu này. Một tép này. Mặt này. Hai. Một tép tiếp là hai, một chung này. Tiếp tục bên này là một chung một tép nữa này. Và bên đầu hốc này là một con nữa. Vậy là con này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loa một thùng. 7 loa một thùng ạ. Trong đó là có 3 tép và 2 chung một bát. 3 tép, 2 chung một bát. Được chưa? Một bát 25. 3 tép, 2 chung một bát. Được chưa? Một con loa mà thiết kế cả loa chung. Đấy, loa dòng karaoke và nghe karaoke, nghe nhạc. Thiết kế cả loa chung. Thì các bác biết rồi. Mức giá 4 triệu 8 đôi này. Để các bác mức giá 4 triệu 8 luôn nhé. Cho nó dễ luôn. 4 triệu 8. Ok chưa bác? Này. Đây ạ. Ôi trời ơi. Các bác nhìn này. Các bác nhìn những đôi loa, những củ loa này. Làm gì có những con loa nào nó khủng như thế này bác? Làm gì có những con loa nào nó khủng như thế này? Đặc biệt là phân tần này bác nhìn nhé. Đây. Phân tần này, những cái con tụ 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 bằng thép nhé. Những con tụ bạc ấy, này những con tụ này. Bác bảo làm gì loa karaoke là có những con tụ này. Được chưa? Đây. Ấy, bác nhìn chưa? Đường bát này. Đường bát câu ra đường trung này, đường tép này. Cục phân tần to tướng. Quay trên máy điện thoại thì nó nhỏ lắm, bởi vì là cái máy điện thoại này nó cảm giác nó bị thu hẹp đấy. Được chưa? Bông tiêu âm này. Từ thì quá khủng rồi. Con này rất rất khủng. Nó bắt nằm từ khủng rồi, côn này. Chất cho các bác luôn ạ. À, đôi Martin này để cho bác mức giá 4 triệu 8 nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. 4 triệu 8 đôi Martin này. Martin một thùng 7 loa. Vậy là một đôi này lên 14 loa. 14 loa một thùng. Đấy, 14 loa một thùng luôn. Đây. 14 loa thùng. Đôi Martin này 4 triệu 8 ạ. Bác nào nhu cầu liên hệ với em. Chào các bác.